Dâu tây, loại quả ngọt ngào thơm ngon, là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Với hương vị chua chua, ngọt ngọt, dâu tây có thể được thưởng thức trực tiếp, kết hợp với các món bánh ngọt, mứt hay là làm nước ép. Nhờ sự tiến bộ của nông nghiệp thông minh, ngày nay dâu tây có thể được trồng quanh năm, ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Một trong những phương pháp trồng dâu tây hiện đại và hiệu quả nhất đó là trồng thủy canh. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp trồng dâu tây thủy canh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dâu tây thủy canh có chất lượng cao như thế nào và cần những thiết bị gì để thiết lập một hệ thống trồng dâu tây thủy canh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất cả những điều trên trong video ngày hôm nay nhé! Hạt giống dâu tây chất lượng là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của quá trình trồng. Nên chọn hạt giống từ các công ty uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hạt giống cần được gieo trong môi trường có nhiệt độ ổn định từ 18 đến 24 độ C, độ ẩm cao nhưng không để quá ẩm để tránh hạt bị thối nhé. Sau 2 đến 3 tuần, hạt sẽ bắt đầu nảy mầm. Sau khi hạt nảy mầm, cây con cần được chăm sóc cẩn thận trong vườn ươm, cần cung cấp đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng cho cây. Sau khoảng 5 đến 7 tuần, cây con sẽ đạt đủ kích thước và khỏe mạnh để mang ra nhà kính trồng. Trong nhà kính, cây dâu tây sẽ được trồng trong khay với giá thể là sơ dừa. Sau đó, cây sẽ được trồng lên giàn thủy canh. Cần đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng cho cây trong quá trình phát triển. Dâu tây là loại cây ưa sáng, cần ít nhất là 12 giờ ánh sáng mỗi ngày để ra hoa và đậu quả. Tuy nhiên, vào mùa đông ở một số nơi, thời gian chiếu sáng tự nhiên thường ngắn hơn 12 giờ, chỉ khoảng 8 đến 10 giờ. Do đó, chúng ta cần thắp đèn bổ sung vào ban đêm để đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng cần thiết, giúp cây phát triển tốt, ra hoa và đậu quả nhiều hơn nhé! Cây dâu tây thủy canh cần khoảng 4 đến 6 tuần để ra hoa và thụ phấn, tùy thuộc vào giống cây và điều kiện thời tiết. Trong nhà kính, người nông dân thường nuôi ong để thụ phấn cho cây. Vì trong nhà kính không có côn trùng tự nhiên, ong sẽ giúp cây thụ phấn, từ đó tăng tỷ lệ đậu quả. Trước mắt các bạn là hệ thống trồng xoay vòng NGS. Điểm đặc biệt của hệ thống này là có khả năng tự động định vị, điều chỉnh cây trồng ở vị trí phù hợp nhất với cường độ ánh sáng mặt trời trong từng thời điểm trong ngày. Điều này giúp cây trồng nhận được lượng ánh sáng cần thiết, từ đó phát triển tốt và cho năng suất cao. Phòng điều khiển là trái tim của hệ thống trồng cây thủy canh, nơi điều khiển mọi hoạt động của nhà kính. Từ đây, người vận hành có thể điều khiển máy bơm, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các thiết bị khác đảm bảo cho cây trồng phát triển khỏe mạnh. Dung dịch thủy canh sẽ được bơm qua các máng trồng, giúp rễ cây hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng, chất cần thiết. Lượng nước thừa sẽ được tuần hoàn trở lại bể chứa, sau đó lại được bơm lên các máng trồng. Điều này giúp tiết kiệm dinh dưỡng và nước tưới hơn so với phương pháp truyền thống rất nhiều đấy.
Dâu tây là một loại trái cây có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, chỉ mất khoảng 30 đến 35 ngày từ khi thụ phấn đến khi chín. Thời gian này có thể thay đổi tùy theo thời tiết, giống dâu và cách chăm sóc. Trước khi thu hoạch, người nông dân sẽ chọn những quả dâu chín tới, có màu đỏ mận và không có vết thâm. Khi thu hoạch, cần nhẹ nhàng ngắt cuống quả dâu tây bằng tay hoặc bằng một cây kéo nhỏ, sau đó đặt vào hộp một cách cẩn thận. Những hộp dâu tây sẽ được chuyển lên xe tải để vận chuyển về nhà máy để sơ chế và đóng gói. Nhìn những quả dâu tây đỏ mọng này khiến tôi không thể cưỡng lại được, tôi chỉ muốn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của chúng ngay lập tức. Còn bạn, bạn có cảm thấy giống tôi không? Hãy để lại bình luận để chúng tôi biết nhé. Cảm ơn bạn. Ngoài việc thu hoạch dâu tây bằng tay, nhờ sự phát triển của nông nghiệp thông minh, các robot được ứng dụng vào việc thu hoạch này. Robot được trang bị những cảm biến thông minh có khả năng nhận biết độ chín của dâu tây. Từ đó, robot xác định chính xác vị trí quả dâu và tiến hành thu hoạch một cách nhanh chóng nhẹ nhàng, không làm dâu bị dập nát, đảm bảo chất lượng dâu tây. Tại nhà máy, dâu tây được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng để loại bỏ những quả chất lượng kém. Sau đó, những quả dâu tây tốt nhất sẽ được đóng gói cẩn thận vào những chiếc hộp đẹp mắt. Đồng thời, các hộp dâu tây được cân trọng lượng theo yêu cầu của khách hàng. Dâu tây thủy canh được trồng trong môi trường khép kín, sạch sẽ, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay sâu bệnh. Do đó, dâu tây thủy canh có chất lượng cao, đồng đều và có thể bảo quản kéo dài lên đến 15 ngày hơn hẳn so với phương pháp trồng truyền thống. Nhìn lại hành trình mà chúng ta vừa trải qua, chúng ta thấy rằng trồng dâu tây bằng phương pháp thủy canh trong nhà kính không chỉ là một kỹ thuật mà còn là một nghệ thuật đòi hỏi sự tận tâm, kiên nhẫn và sự hiểu biết sâu sắc. Đây là con đường đưa nông sản lên một tầm cao mới, tươi ngon hơn, sạch sẽ hơn và bền vững hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục sản xuất những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé!